Hi, xin chào tất cả mọi người. Như sure là Giang Thừa Xin. Hôm nay thì mình sẽ quay một cái video mà nó hơi mang cái tính chất học thuật một chút. Đó là bạn có nên học thạc sĩ không và khi nào thì nên học. Sau thời gian học gần 2 năm ở Đại học Nhân dân Trung Quốc và cũng có nói chuyện với rất là nhiều các anh chị đã học thạc sĩ và học lên tiến sĩ, thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một số những cái điều mà các bạn nên biết trước khi học thạc sĩ và hy vọng là có thể giúp được bạn một điều gì đó. Thì các bạn hãy làm rõ cái cụm từ thạc sĩ trong tiếng Trung, bởi vì bình thường mà chúng mình học ở cấp 1, cấp 2, cấp 3 và lên đại học ấy, chúng mình sẽ gọi là 学生, 学生 là học sinh ấy, tức là đi học. Học thạc sĩ ở bên Trung Quốc sẽ gọi là 研究生, 研究生 là nghiên cứu sinh. Các bạn có thể thấy là cái bản chất của nó đã khác nhau, một cái là học và một cái là 研究, nghiên cứu. Cho nên mình thấy là cái khái niệm, cái cách gọi của người Trung và bên Việt Nam chúng ta cũng có một cái khác nho nhỏ ở đó. Thì mình thật sự là trong quá trình mà bắt đầu học thạc ngay từ kỳ đầu tiên của năm nhất ở Nhân Đại, thì mình đã bắt đầu thực sự ngấm cái từ là từ dán chiêu sông là làm như thế nào. Rất là nhiều môn, các bài tập theo tuần của các cô sẽ là cho bạn đọc một cuốn sách hoặc là tìm về một cái chủ đề nào đấy và sau đó sẽ viết một cái nghiên cứu báo cáo hoặc là tú su báo cáo. Ví dụ như mình có một cái môn thì sẽ phải đọc cuốn sách là Trung Quốc Trời Xuyên Chén Sử trong vòng một tuần và sẽ viết tú su báo cáo nộp cho cô này. Hoặc là trong môn Hán Ngữ Yến Xuế thì chúng mình sẽ phải viết một cái nghiên cứu báo cáo về sứ bổng quyền hoặc là tư bổng quyền. Thì các bạn có thể thấy là hầu hết các thầy cô sẽ chỉ đưa ra hướng và nhiệm vụ của các bạn sẽ là đi đọc, đi nghiên cứu, tìm tòi qua sách vở, qua luận văn, qua báo chí các thứ, qua tất cả nguồn. Cho nên khi mà chúng mình đã làm rõ được cái sự khác biệt giữa yến chiêu sơn, tức là khi học thạc sĩ rồi ấy, thì các bạn sẽ không phải kiểu chỉ nhàn hạ là lên học xong thì đến cuối kỳ là thi là xong, mà các bạn sẽ bắt đầu phải làm quen với cáo khơ yến, tức là làm học thuật, làm về nghiên cứu. Mình cũng có quen khá là nhiều bạn đang học thạc sĩ ở các trường luôn ấy, tại vì mình cảm thấy là mình phải tạo một cái networking để mình biết là các bạn đang ở trường khác học những cái gì và họ học ra làm sao để mình còn cố gắng, mình cũng update thêm thông tin trong ngành ấy. Và sau rất là nhiều các cuộc trò chuyện thì mình nhận ra là càng những trường ở trên top cao ấy, thì các bạn sẽ yêu cầu rất là nặng, các bạn sẽ phải làm rất là nhiều thứ và những cái công việc hay những cái deadline của các bạn sẽ rất là yêu cầu tính học thuật rất là cao. Ví dụ như bọn mình ở trường mình thì có lẽ sẽ không còn những cái bài tập nhóm hay là những cái mà kiểu mang tính chất là kiểu lên thuyết trình là xong. Những cái thuyết trình đấy nó sẽ là những cái bài tập của tuần thôi. Mình nhớ là cái kỳ 2 năm nhất có một tuần mình phải lên thuyết trình 5 lần, tức là 5 môn đấy, và phải thuyết trình theo tuần nhá. Không phải là kiểu lâu lâu mới có một bài như vậy, mà có thể là hàng tuần sẽ phải. Bởi vì chính giống như mình vừa nói, các bạn sẽ phải nghiên cứu về một cái gì đó, xong các bạn lên các bạn sẽ thuyết trình về cái mà các bạn đã nghiên cứu được. Sau đó thì cả lớp sẽ cùng thảo luận với nhau. Mình thấy đấy cũng là một cách khá là hay, tại vì nghiên cứu sinh rồi ấy, thì không phải là lên chỉ ngồi nghe cô giảng nữa, mà các bạn sẽ là người phải đi tìm, đi nghiên cứu, sau đó các bạn sẽ cùng nhau thảo luận với nhau. Thì đấy là một cách mình thấy khá là hay, mình cũng khá là thích. Trong một phần là tại vì cái lớp mình đóng khá là chăm nữa, các bạn ấy học rất là ok, cho nên mình cảm giác học được rất là nhiều thứ từ các bạn ấy nữa. Đến cuối kỳ chúng mình sẽ viết luận văn cuối kỳ. Luận văn cuối kỳ thường sẽ yêu cầu 4.000, 5.000 chữ tùy theo thầy cô. Nếu các bạn đã nghe đến đây thì các bạn sẽ thấy là vậy thì nếu như có bạn nào mà đang có một cái suy nghĩ đó là học thạc sĩ chỉ để đi trải nghiệm, để đi chơi ấy, thì mình sẽ có hai lời khuyên cho các bạn. Thứ nhất, mình sẽ phải nói sự thật, đó là nếu các bạn muốn chỉ để đi chơi hoặc là đi trải nghiệm thì các bạn nên chọn, thứ nhất đó là hãy chọn một trường mà không phải top quá cao, hãy chọn một trường mà nó nhẹ nhàng thôi. Theo cảm nhận của mình ấy, đó là hiện nay cũng có rất là nhiều bạn, các bạn chưa có cái định hướng rõ ràng trong việc học thạc mà các bạn chỉ kiểu hứng lên là đi học 2 năm thạc để đi chơi. Lời khuyên của mình đó là có lẽ các bạn sẽ không được chơi đâu, bởi vì 2 năm đấy các bạn sẽ, nếu mà phải cái thầy giáo hướng dẫn, cô giáo hướng dẫn mà khó ấy, thì các bạn sẽ coi như 2 năm này sẽ thành ác mộng và địa ngục của các bạn luôn ấy. Cho nên nếu mà thay vì là đi học thạc sĩ 2 năm để đi chơi, để trải nghiệm, tại sao các bạn không thử suy nghĩ sang đó là các bạn offline 1 năm tiếng. Offline 1 năm tiếng cũng sang để trải nghiệm được mà các bạn không cần phải lo nghĩ về mấy cái việc học hành, kiểu nghiên cứu các thứ, đúng không? Mà các bạn kiểu đi chơi để giao lưu và để học tiếng thôi. Và một cái nữa mình cũng thấy rất là quan trọng, đó là nếu các bạn đã xác định là học thạc ấy,
thì mình nghĩ cũng nên suy nghĩ về việc sau này bạn sẽ làm gì. Mình thấy bây giờ thì cũng có rất là nhiều bạn hay trêu đó là học xong rồi không biết làm gì nữa, hoặc là không tìm được việc, thế thì đi học thạc thôi. Thành ra có một cái tư duy kiểu rất nhiều bạn nghĩ là không tìm được việc hoặc là không thích đi làm, các bạn sẽ đi học thạc luôn ấy. Mình cũng không biết nữa, bởi vì mỗi người có một cái suy nghĩ riêng ấy. Nhưng mà cái mà mình muốn chia sẻ qua video này đó là đừng có nghĩ hai chữ thạc sĩ nó dễ như thế. Thực sự là khi đọc những cái comment hoặc là những cái bài share như này, thực sự thì mình cũng cảm thấy không được vui cho lắm. Tại vì mình cảm giác như các bạn không coi trọng thực sự cái sự học của các bạn ấy. Tại vì trong 2 năm học thạc sĩ đấy, thường thì nếu bạn nào mà định học lên cao là học lên tiến sĩ, còn nếu không thì trong 2 năm học thạc sĩ các bạn cũng sẽ phải học rất là nhiều thứ và nó sẽ phục vụ chính cho cái công việc sau này của bạn. Cho nên nếu như mà trong 2 năm này mà bạn kiểu chỉ mang tính chất học lời vời cho vui ấy, thì đến lúc mà nhận được bằng xong các bạn cũng sẽ thấy cái bằng này cái giá trị của cái bằng này nó rất là thấp ấy. Và bản chất của vấn đề đó chính là bạn đang trốn tránh những công việc hoặc là cái sự ra đời sớm mà các bạn muốn đi học tiếp. Về cái vấn đề này thì thực sự là mình có một cái lời khuyên vô cùng là đắt giá từ mình nhá. Tại vì theo quan điểm của mình ấy, mình sẽ quyết định học thạc sĩ khi mà mình biết là mình sẽ làm gì về sau. Tại vì sao? Hồi đó thì khi mà học xong đại học ấy, mình tốt nghiệp đại học xong thì mình có đi làm trong vòng hơn 2 năm. Tức là mình gap year ấy các bạn, mình không học thạc sĩ liền. Mình có nghỉ ngơi sau đó đi làm trong 2 năm. Thì trong 2 năm này thì mình mới biết là mình muốn làm gì về sau, tương lai của mình sẽ phát triển theo hướng nào và mình cần học thêm những cái gì, thì mình mới bắt đầu quyết định sẽ học thạc sĩ và học ngành gì. Mình thấy bây giờ có rất là nhiều bạn đang bị thiếu một cái phần, đó là các bạn không biết các bạn phù hợp với cái mảng nào hoặc cái ngành nào, các bạn kiểu bị mông lung ấy. Lời khuyên của mình đó là nếu được các bạn hãy từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường năm 3, năm 4 ấy, đi thực tập, đi trải nghiệm là tốt nhất. Tại vì nếu các bạn không trải nghiệm, không bắt tay vào làm ấy, các bạn sẽ không biết là các bạn có hợp cái đấy không, với công việc đó không. Nếu như các bạn làm rồi, các bạn không thấy không hợp lắm, ok, các bạn có thể nhảy việc sang việc khác, sang mảng khác và các bạn làm tiếp, đến khi nào các bạn cảm thấy ồ, cái này chính là cái mà mình thích, mình cần này, và mình sẽ phải học thêm, đúng không? Bởi vì nếu mà muốn lương cao hơn, muốn phát triển sự nghiệp cao hơn thì bạn phải học lên thêm. Mà cũng tùy nhá, bởi vì có những cái công việc nó cũng không yêu cầu phải lên cao như vậy, học lên thạc. Bởi vì có những cái ngành như mình xác định sẽ theo giáo dục thì mình thấy là học thạc là rất quan trọng. Thế nhưng mà có những bạn muốn làm về truyền thông, có thể là các bạn cảm thấy nếu mà làm truyền thông thực tiễn kiểu thực chiến các thứ, các bạn không cần phải học lên thạc cũng được, và các bạn sẽ lấy cái thời gian mà các bạn đi làm để làm kinh nghiệm cho các bạn về sau. Thành ra có những bạn ấy, sau khi chúng mình học thạc xong ấy, ra trường học thạc xong cầm tấm bằng thạc sĩ trên tay thấy người ta đã lên làm trưởng phòng, lương mấy chục triệu một tháng các thứ, đúng không? Thì lúc đấy bạn mới bảo là ủa, biết thế mình đi làm luôn. Trong khi bạn mới học thạc xong thì bạn mới chỉ có kiến thức về mặt học thuật, nhưng mà về mặt thực tiễn, tức là bắt tay vào làm, thì bạn lại không biết. Cho nên mình cảm thấy mình cực kỳ là biết ơn cái thời gian từ hồi năm 3, năm 4 đại học, mình đã bắt đầu đi trải nghiệm làm trong rất là nhiều các cái lĩnh vực và trong các cái mảng khác nhau. Và từ đó thì mình mới biết là mình hợp với mảng nào, và mình đã quyết định học thạc sĩ khi mà mình gọi là đủ chín ấy, khi mà mình cảm thấy là mình nên học thạc rồi. Thì bây giờ ấy các bạn, mình chia sẻ thực sự là bây giờ mình học thạc ấy, so với các bạn trong lớp của mình thì tuy các bạn đấy có thể tiếng Trung tốt hơn mình rất nhiều, nhưng về cái kiến thức chuyên ngành thì mình có thể cam đoan đó là kiến thức chuyên ngành của mình chắc hơn rất là nhiều. Tại vì mình đã từng đi dạy này, mình đã từng làm giảng viên ở Đại học Thành Đông này, mình có mở rất là nhiều lớp tiếng Trung và cũng có một cái khóa học online nữa. Thành ra mình biết là sẽ có những vấn đề nào sẽ gặp đối với giáo viên, đối với học sinh, với giáo trình, với trào chế phả, với cách giảng dạy, tất cả những cái thứ đó. Đó cũng chính là lý do vì sao mà đợt vừa rồi thì khi mà công bố cái kết quả học bổng của trường Đại học Nhân dân Trung Quốc thì trong lớp mình, trong khóa của mình ấy, mình được điểm GPA cao nhất của khóa và được học bổng cao nhất. Cho nên mình cũng cảm thấy cái câu chi khuê dũng sư liễu kể yếu truyền bê tờ rèn nó rất là chuẩn các bạn ạ. Vậy thì tóm lại, có nên học thạc không? Theo quan điểm của mình thì nếu mà được thì hãy học lên thạc đi. Tại vì học lên thạc, đặc biệt là đi du học ở Trung Quốc ấy, các bạn sẽ được gặp thêm rất là nhiều người mới, rất là nhiều người ưu tú và xuất sắc. Hãy cố gắng chọn những trường mà có môi trường thật tốt. Các bạn sẽ cảm thấy kinh ngạc sau tầm 1 đến 2 năm, các bạn sẽ kiểu phát triển và trưởng thành hơn rất nhiều ấy. Và khi các bạn quyết định làm cái gì thì hãy dùng hết cái tâm của mình để làm, thì các bạn chắc sẽ nhận lại được cái kết quả rất là xứng đáng.
Còn với những bạn nào mà kiểu cảm giác mình chưa thực sự sẵn sàng đọc thạc ấy, thì cũng đừng cố vội. Và quan điểm của mình là trong một khoảng thời gian đó, bạn có làm gì, bạn gặp ai hay bạn làm bất cứ công việc gì ấy, thì nó đều sẽ là trải nghiệm. Mà cái trải nghiệm này thì đều rất quý giá, chắc chắn về sau nó sẽ giúp ích cho bạn. Cho nên nếu mà bạn cảm thấy chưa chắc chắn thì hãy để cho mình thời gian gap year, có thể đi trải nghiệm nhiều hơn, thử sức mình ở nhiều lĩnh vực hơn, và sau đó sẽ biết là mình hợp với cái mạng nào. Sau đó đi học thạc cũng chưa muộn mà, đúng không? Chia sẻ một xíu là sắp Tết rồi, và mấy ngày hôm nay thì mình đang rất là đau đầu vì cái chương gần cuối của mình trong bài luận tốt nghiệp, mình đang không biết sẽ triển khai làm sao. Đấy chính là một trong những cái rất là khó khăn khi làm học thuật đấy các bạn. Có những lúc các bạn sẽ kiểu bị bất lực, bởi vì đôi khi học hành ấy, nó có những cái nó không thể cố được. Nhưng mà mình nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi, trường giữ một cái tâm trạng thật tốt thì mọi điều tốt sẽ tới. Và Yanni xin cảm ơn bạn đã xem đến cuối video. Chúc bạn sẽ đạt được những cái dự định mà các bạn đặt ra. Bye bye.